Chào anh chị nhé, hôm nay mình có mặt tại hẻm 28 đường Hoàng Hoa Thám, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị ạ. Ở đây có lô đất cần ra đi cho chủ mới anh chị, nằm trong khu dân cư cực kỳ đông đúc, trung tâm nhất của thị trấn Ngãi Giao luôn, gần chợ, trường học, nói chung tất cả các tiện ích rất là gần trung tâm. Anh chị thấy nhà khim khít như thế này là biết là trung tâm cỡ nào rồi. Đấy, lô đất của mình rất là đẹp, 6m sâu 32m, full thổ cư nha anh chị, toàn bộ thổ cư hết, xung quanh đều nhà. Bên này nhà, bên kia nhà, trước nhà, sau nhà, ha, ở kín mít luôn. Lô đất của mình cách cái đường lớn, đường Hoàng Hoa Thám ấy, là một lô đất ở phía trước mặt này này anh chị này. Trước này là lô đất ở phía trước đó, mình ở phía sau lưng họ thôi. Cách 40m ra đường lớn, đi bộ ở được. Đó, đây là mình đi ra cái đường này, đường phía trung tâm thương mại anh chị ạ. Đường nhựa luôn nhá, ô tô đi thoải mái luôn. Đó, rất là đẹp. Còn cái đường này nó có đặc điểm là phía bên này nó hơi nhỏ anh chị ạ. Đi thẳng thế này thì nó nhỏ này, qua đây nó nhỏ lại, ô tô đi không được, xe máy thì ok. Mình có thể đi ra cái đường Hoàng Hoa Thám 40m anh chị, rất là gần ha. Nhà ở thì dân ở thì kín mít rồi. Đất phun thổ cư 6m sâu 32m. Chủ đang cần tiền lắm, muốn bán giá 1 tỷ 6 thôi anh chị. Giá rất là rẻ này, 1 tỷ 6 phun thổ cư, quá đẹp anh chị. Lô đất này là hiếm có lắm ở Ngãi Giao luôn đó. Trung tâm mà như thế này là rất là hiếm có anh chị ạ. Lô đất rất là đẹp, 6m thì mình thuận tiện mình xây nhà rồi đó. Nhà ở kín mít anh chị ạ, khu phố văn hóa rất là dân cư đông đúc, thuận tiện làm nhà ở. Anh chị mà muốn về Ngãi Giao ở thì mua lô đất này để xây nhà là quá tuyệt vời. 6m sâu 32m, rất đẹp. Đường hẻm nhưng mà ngay trung tâm của thị trấn, đi lại rất là gần, tiết kiệm được mọi thứ chi phí về tiền xăng, tiền dầu. Đó, anh chị quan tâm thì alo cho mình nhé, mình sẽ gửi đầy đủ thông tin chi tiết cho anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc anh chị một ngày thật là vui vẻ.